Đây, hiện tại chào các bạn nhé. Hiện tại mình đang có mặt ở chợ chim cảnh đây. Đấy, hôm nay ra chợ chim cảnh này chơi thì ngay đây. Đấy, anh em thấy không? Đấy, có hai bác đến chợ chim cảnh này, mỗi bác một con. Đấy, đang xử lý. Bây giờ mình sẽ đưa các bạn vào tham quan chợ chim cảnh ngày hôm nay nhé. Ngày hôm nay xem có những con chim gì không. Đấy, rất nhiều đông anh em đang ngắm chim này. Đấy, rất là hay nhá. Bây giờ con nào con này đâu đây con này nhá sắt chạy đá thế ở nhà anh thả đây không nhà anh thả ở nhà ấy sáng nay. Đây anh em nhé, hiện tại tiếp tục đang có mặt ở chợ chim cảnh. Đây, khu vực này là toàn khu vực này là chợ chim cảnh nhá. Đấy, toàn khu vực này là chợ chim cảnh. Chợ này là gọi là chợ bờ sông, à quên, chợ Diêm Vương, Lạng Sơn. Đấy, hết khu vực này là chợ chim cảnh đấy. Chợ này được mở vào ngày mùng 2, mùng 7, 12, 17, 22, 27 âm lịch hàng tháng. Đấy, hôm nay thì thấy rất nhiều anh em mang chim ra ngoài này giao lưu và bán chim rồi. Đấy, hiện tại bên này thì hai bác này đang so gà với nhau này. Đấy, gà rừng. Bây giờ đưa anh em đi tham quan chợ chim cảnh ngày hôm nay nhá. Xuống đây ở thấy có rất nhiều khiếu, họa mi, trà màu, cu gáy. Lạc rơi thay. Sao lồng không phải mang ra đêm gì anh Lực? Lồng không phải mang ra. À, cứ tưởng hôm nay chở cả lồng không ra. Khiếu ở đây hôm nay thấy rất nhiều khiếu họa mi trà màu đây anh em này. Hả? Vừa lấy về gì? Ở nhà hot hot đặc chưa? Khác hơn đấy nhỉ? Đấy, ở đây thấy rất nhiều họa mi này. Đây, bên này anh này mang ra họa mi như này, họa mi khiếu, trà màu núi, trà lửa, tiểu mi. Ở đây cũng họa mi. À, ôi tầm đánh vừa đẹp rồi. À, sớm chưa có ai. Đấy, càng ngày chợ chim càng đông, càng hấp dẫn. Hả? Con nào là? À, đâu đâu đâu? Con này là con gì? À đây tiểu lửa gì? Tiểu lửa đây gặp một hai lần của anh trước còn gì nữa? Năm ngoái có tiểu lửa. Đấy, con mẹ đỏ chưa? Đây khiếu bùi đầu đỏ đây đúng không? Khiếu con đỏ. Vâng, đây sắc báo. À, khiếu bụi đầu đỏ. Đây, hun bật đây, dòng hun bật đây có tiểu lửa kìa. Bấy được anh, vừa bấy được anh chúng. À bấy được lâu rồi. Chả màu bông này, mì đất này, tiểu lửa này, hút mật này, này khiếu bụi đầu đỏ này, đấy con chà mào bông này, khuyên này, đấy. Đấy, ngay đây thì đây thấy con chà lửa môi này, bên này thế chà lửa cu gáy hút mật. Đấy, tiếp tục đấy, lồng liếc thì bên này đều bán, trên kia thì anh em đang rượt chà mào, rượt các loại trà màu và bán họa mi. Đấy, trên này cũng
rất nhiều họa mi trên này. Đấy. Còn hẻm hẻm bên này thì vẫn trà mào. Đấy. Chó con này anh em ơi. Chó con. VIP này. Chó VIP. Con này là giống con chó Phúc nhỉ anh nhỉ? Nó lạnh. Trong một phần lạnh, một phần sợ. Đẹp thế nhỉ? Bọn này nuôi. Sợ đấy. Nó sợ lắm rồi. Nó đang lạnh nó sợ. Con này mà lớn nó chắc là tầm khoảng 5 cân thôi nhỉ. Không thể đâu. Không thể đâu nhỉ. 3 cân rưỡi. 3 cân rưỡi 4 cân. Chó cảnh. Kẹp không? Con này là mấy tiền một con này? 700. À, chó cảnh. Đặt người ta. Để em sửa xe. Này đuôi lâu rồi. Đứng đó. Con có nó còn áo phép đấy nó. Đấy nhá. Con có đấy. Đây là những con chuột lang này anh em này. Đấy. Bọn này ăn cà rốt, ăn củ quả, ngô, khoai. Ăn hết. Đu đủ đực. Nhà không có mật ong, mật ong lấy đu đủ đực thì ngâm tốt đấy. Tâm xuống kia mới thằng một đấy rồi. Mới thằng một địa bàn rồi. Đấy, ông anh này bắt đầu để mang ra một xe chim. À, chợ hôm nay là chợ chim, chợ sớm. Đấy, một số chim đây rồi. Đấy, một số chim chè than, chè lửa. Đây rồi. Đấy, anh được. Cho mày lên trên. Cho mày lên trên kia kìa, anh được ạ. Thử xem. Lên kia bãi nó rộng. À, hai anh em cách xa nhau tí. À, đây người ra chợ này thấy đây là con cây tắc kè, hay gọi là tắc kè đá. Đấy, chuyên về ngâm rượu, nhìn ngâm rượu chứa sinh lý này, chứa đau xương khớp này. Đấy, ngâm với bầm dập đau chân đau tay, bầm dập là mang về đắp vào. Đấy, ngâm rượu uống cũng được, chứa xương khớp. Đấy, bình vôi này. Bác, con này con Phúc à? Con Phúc. Ôi giời, run cầm cập đấy nhỉ.